Hiện nay, nhiệt độ tại tỉnh Quảng Trị đang ở mức tương đối thấp, cùng với đó là ẩm độ cao, sương mù nặng vào ban đêm và sáng sớm. Cây lúa đang ở giai đoạn đẻ nhánh rộ, một số diện tích gieo sớm đang giai đoạn cuối đẻ nhánh, đứng cái. Đây cũng là giai đoạn rất mất cảm với các đối tượng dịch hại, đặc biệt là bệnh đạo ôn đã xuất hiện ở mức độ nhẹ trong thời gian gần đây. Đặc biệt, bệnh gây hại nặng cục bộ trên một số diện tích giống IR38, HC95 trên địa bàn một số huyện như Gio Linh, Đông Hà, Cam Lộ. Vụ đông xuân năm hai nghìn một trăm hai, hợp tác xã vĩnh Phước chúng tôi gieo cấy được năm mươi hai hecta, à, bố trí rất nhiều loại giống, mà đặc biệt là giống G38 và giống hạt sê năm. Thì những giống này là nhiễm bệnh. Sau khi uh, đảm bảo về thực vật và hợp tác xã đã phát hiện có những chân ruộng bị bị nhiễm bệnh đầu ôn, thì hợp tác xã đã thông báo rộng rãi cho bà con để kịp thời phát hiện và phun thuốc phòng trừ để là hạn chế sự lây lan của, của dịch bệnh để đảm bảo cho cái sự thắng lợi của vụ đông xuân hai nghìn hai vụ đông xuân 2021-2022, mươi hai nghìn hai mươi hai toàn tỉnh quảng trị gieo cấy được trên hai mươi sáu hecta lúa hiện đều sinh trưởng và phát triển tốt trong thời gian tới là thời điểm giao mùa thời tiết sẽ có nhiều diễn biến bất thường do đó các địa phương cần chỉ đạo hướng dẫn bà con theo dõi ruộng lúa để kịp thời phát hiện phòng trừ và ngăn chặn sự lây lan của bệnh đạo ôn hại lúa đến những chân ruộng bị bệnh thì bà con phải ngừng bón tất cả các loại phân và các chất kích thích sinh trưởng, à, tăng cao mức nước trong ruộng, phun thuốc phòng trừ sớm khi bệnh có tỷ lệ khoảng 5%, bằng các loại thuốc có hoạt chất như tizicalion, Isoprothiolan, phenosanin kết hợp với Isoprothiolan như là mẹ pha mi bảy trăm v p à, phê, v cà bim bảy v cà Fujiwan bốn mươi ac, filia năm hai theo liều lượng khuyến cáo trên bao bì chú ý là phải phun ướt đậm lá vùng bì nặng thì phải phun tiếp lần hai sau lần một năm đến 7 ngày vụ đông xuân được đánh giá là vụ lúa chính trong năm của người dân tỉnh quảng trị vì vậy ngành nông nghiệp cùng với các địa phương trên địa bàn tỉnh đã và đang hỗ trợ bà con triển khai các biện pháp chăm sóc lúa một cách bài bản khoa học hướng tới một mùa vụ thắng lợi